Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Bạn đã nhận ra câu nói bất hủ đi vào lòng người này chưa? Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột đến từ một trong những diễn viên tiềm năng cho series phim Lật Mặt, Mr. Nguyễn Văn Thiệu, nói trong ngày từ chức Tổng thống chính quyền Sài Gòn 21 tháng 4 năm 1975. Và từ đó, tuyệt tác tháng 4 là lời nói dối của Thiệu ra đời, vì chỉ 4 ngày sau, ông ta xách vali lên và đi. Đi trong sự lặng lẽ và lén lút, bỏ lại một chính quyền bù nhìn đang chết dần chết mòn và nửa triệu quân tay sai cũng đang tụt dần nhuệ khí chiến đấu. Thậm chí Thiệu ta còn bực tức nói rằng Mỹ là đồng minh vô nhân đạo nhất mà ông từng chứng kiến, rồi đem luôn niềm căm hận đó cho đến ngày trở về với cát bụi. Trong những ngày mà Sài Gòn đang chuẩn bị giải phóng, người Mỹ lúc đó cũng đang ráo riết tìm cách đưa công dân của mình trở về quê hương. Thế nhưng họ lại phải đau đầu để chống lại một kẻ thù bất đắc dĩ, chính là đồng minh tay sai của mình. Đến mức Hoa Kỳ phải cho 4 chiếc hàng không mẫu hạm tập hợp lại thành một hạm đội ở ngoài khơi Biển Đông để sẵn sàng ứng chiến nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa quay súng bắn vào những địa điểm di tản của người Mỹ. Nghe như là một câu chuyện tiểu thuyết, ấy thế mà nó đã thực sự xảy ra vào lúc người Mỹ dục dịch tháo chạy khỏi Việt Nam. Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Đã đến lúc Mỹ nhận ra sự vô dụng của đồng minh tay sai, trong khi quân đội Sài Gòn thì căm thù những kẻ mà trước đây họ từng tin tưởng đi theo. Ngày hôm nay, lý do vì sao Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa suýt bắn nhau tan xác ở cuối cuộc chiến sẽ được Tự Cổ Chí Kim bật mí với các bạn. Trên thực tế thì từ sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chính quyền Tổng thống Richard Nixon đã bắt đầu thực hiện rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Họ thực hiện trao trả tù binh với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đến ngày 29 tháng 3 năm 1973 thì toán lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi nước ta. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ Chỉ huy Quân sự ở miền Nam, tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Sau khi tiếp tay cho quân đội của Nguyễn Văn Thiệu thực hiện các chiến dịch bình định lấn chiếm nhưng không đem lại kết quả tích cực, Mỹ bắt đầu giảm dần sự ảnh hưởng của mình lên miền Nam Việt Nam bằng cách cắt viện trợ kinh tế và quân sự. Mặc dù các phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đã tích cực thương lượng, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ vẫn quyết định cắt giảm viện trợ cho Nam Việt Nam trong năm tài khóa 1974-1975 từ mức là 1,4 tỷ đô la Mỹ xuống chỉ còn hơn 700 triệu đô la Mỹ. Nhưng sau khi đã tính phí tổn của chương trình viện trợ quốc phòng thì con số thực nhận còn 500 triệu đô la Mỹ, chưa được một nửa so với mong muốn ban đầu. Với số tiền này thì quân đội Sài Gòn chỉ có thể mua đạn dược, xăng dầu, và các chuyên gia tính toán rằng cho đến giữa năm 1975 chúng sẽ hầu như bị tê liệt. Sức tồn tại yếu ớt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tính toán chi tiết như sau. Nếu mức viện trợ quân sự là 1,4 tỷ đô la Mỹ thì có thể giữ được các vùng đông dân cư tại 4 vùng chiến thuật. Nếu mức viện trợ quân sự xuống 1,1 tỷ đô la Mỹ thì có thể là không giữ được quân khu 1. Nếu mức viện trợ quân sự còn 900 triệu đô la Mỹ thì khó giữ được quân khu 1, quân khu 2. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 750 triệu đô la Mỹ thì chỉ có thể phòng thủ ở một vài khu vực. Nếu viện trợ quân sự chỉ còn 600 triệu đô la Mỹ thì chỉ còn có thể giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Năm 1974, cả nước Mỹ còn được một phen rúng động khi mà Tổng thống Nixon bị phanh phui bê bối Watergate, gồm một chuỗi những sự việc kéo dài từ năm 1972 cho đến 1974, như là nghe trộm văn phòng của các đối thủ chính trị, sử dụng FBI, CIA và Sở Thuế vụ làm vũ khí chính trị. Ngày 8 tháng 8 năm 1974, Nixon chính thức từ chức. Phó Tổng thống Gerald Ford bước lên thay thế với lập trường là gấp rút đưa Mỹ thoát ra khỏi cuộc chiến tranh tại Đông Dương, và vấn đề lớn nhất chính là nằm ở chính quyền Sài Gòn đang do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu. Cụ thể, chính quyền của ông Gerald Ford đã khước từ rất nhiều lời kêu gọi của Sài Gòn, cắt giảm viện trợ và từng bước rút chân mình ra khỏi miền Nam Việt Nam. Khi quân giải phóng miền Nam đánh bại quân đội Sài Gòn tại trận Phước Long ngày 6 tháng 1 năm 1975, Hoa Kỳ chỉ có những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ xa, giúp cho Bộ Chính trị của Việt Nam ta xác định được rằng khả năng can thiệp trở lại Việt Nam của chúng là cực kỳ hạn chế.
từ đó bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đối với Mỹ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Như tôi thấy, đã đến lúc phải tìm kiếm một chương trình nghị sự cho tương lai để thống nhất, để hàn gắn các vết thương của đất nước và để khôi phục nó trở về trạng thái ban đầu. Tuyên bố của Tổng thống Ford cho thấy Washington không còn muốn dính líu đến một cuộc chiến đã kéo quá dài, gây ra quá nhiều tốn kém và từng có lúc tạo ra sự chia rẽ ngay trong chính nội bộ nước Mỹ. Đó còn là lời thừa nhận thất bại cay đắng của lãnh đạo Nhà Trắng đối với sự can thiệp của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Dường như người Mỹ đã mất hết hy vọng duy trì sự tồn tại của chính quyền bù nhìn và sẽ chỉ còn tập trung vào hoạt động di tản người Mỹ về nước bằng đường không. Trước đó 5 ngày, vào ngày 18 tháng 4 năm 1975, chính Tổng thống Ford đã ra lệnh di tản toàn bộ người Mỹ khỏi Sài Gòn. Trái ngược với không khí vui như lễ hội tại Mỹ, nơi rất nhiều người đã đổ ra các đường phố để nhảy múa và ăn mừng khi Tổng thống tuyên bố chấm dứt chiến tranh, thì ở miền Nam Việt Nam, sự bấn loạn bao trùm toàn bộ Sài Gòn. Từng tuyên bố sẽ tử thủ và bảo vệ chế độ đến cùng, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức và bay sang Đài Loan với danh nghĩa là Đại sứ Nam Việt Nam phúng điếu Tưởng Giới Thạch, dù cho ông ta đã qua đời cách đó đến cả một tháng. Một đi không trở lại, Thiệu cùng với Đại tướng Trần Thiện Khiêm ra nước ngoài định cư luôn, bỏ lại một lời nói dối tháng tư còn đáng nhớ hơn cả bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ở Sài Gòn, tin tức về kế hoạch di tản của Mỹ được lan truyền rộng rãi, khiến cho rất nhiều người dân và cả binh lính Việt Nam Cộng Hòa đều cố gắng tìm đường thoát thân để giảm bớt gánh nặng khi ngày càng có nhiều người vây lấy khu đại sứ quán Mỹ. Một kế hoạch tuyệt mật đã được phác thảo ra. Một kế hoạch đặc biệt được lập ra với mục đích là di tản 6.000 người Mỹ và một số nhỏ người Việt bằng máy bay lớn cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất, yểm trợ bằng quân lực Mỹ. Đây là kế hoạch của quân đội Mỹ với mục đích cuối cùng không gì khác là ngoài di tản số người Mỹ còn sót lại ở Việt Nam. Nó gồm có 7 động thái chính. 1. Là tập hợp một số chiến hạm gồm 4 hàng không mẫu hạm cỡ lớn và một mẫu hạm chở trực thăng ở sát hải phận Việt Nam. 2. Là huy động từ 3 tới 6 sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ để thiết lập một hành lang di tản. 3. Là trực thăng chở 6.000 người Mỹ và một số người Việt được cấp phép từ trung tâm Sài Gòn ra Tân Sơn Nhất. 4. Là thủy quân lục chiến bay vào bao vây phi trường Tân Sơn Nhất để bảo đảm an toàn. 5. Là máy bay phản lực của Mỹ bao phủ vòm trời từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. 6. Là thủy quân lục chiến Mỹ bảo vệ Vũng Tàu. Và 7. Là từ Vũng Tàu, máy bay chở người di tản tới phi cảng Clark ở Philippines. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, vẫn có điều khiến Hoa Kỳ lo sợ khi dự định triển khai kế hoạch này. Không phải là lo bị quân giải phóng tấn công, mà là lo vì có thể sẽ phải chạm súng với chính quân đội của chính quyền tay sai Sài Gòn. Có một khả năng là quân đội miền Nam Việt Nam sẽ quay súng bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất, vào phía Tân Cảng, hay bắn vào chính cả các bãi đáp trực thăng trên nóc tòa đại sứ Mỹ nữa. Nếu những người Mỹ dục dịch di tản, nếu cần, quân đội Mỹ có thể được không vận vào Sài Gòn, bắn phá mở đường đến một địa điểm an toàn, rồi chở đoàn người di tản bằng trực thăng tới các chiến hạm ngoài khơi. Đây hoàn toàn không phải là lo lắng thừa. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, khi quan sát nhóm người Mỹ và thân nhân Việt của họ kéo đến trước tòa đại sứ, một viên chức cảnh sát Sài Gòn bỗng nhiên chặn lại và quát lên: "Các anh không thể bỏ nơi đây để ra đi, tôi sẽ nhốt hết các anh lại." Những lời cảnh báo từ phía quân đội và giới chóp bu chính quyền Sài Gòn đã được gửi đến cho đại sứ Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam khi đó là Graham Martin, rằng thảm họa sẽ xảy ra nếu Mỹ bỏ rơi đồng minh một cách tàn nhẫn. Khi đó thì quân đội, sĩ quan, binh lính và thậm chí là người dân sẽ không để cho cuộc di tản những người Mỹ được thực hiện êm xuôi. Ông Martin lo ngại rằng sự phản bội trắng trợn của Mỹ sẽ khiến số người Mỹ còn lại và một số nhỏ người Việt được chọn không thể rời Sài Gòn. Trong trường hợp đó thì quân lực Mỹ sẽ phải can thiệp, dẫn tới khả năng đụng độ giữa hai quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một tình huống ê chề nhất mà lại là vào giờ chót. Thế nhưng trong khi Mỹ vẫn đang loay hoay tìm cách di tản nốt số công dân còn lại, một sự kiện xảy ra đã khiến cho chính quyền của Gerald Ford rơi vào hoảng loạn thực sự. Vào lúc 4 giờ 05 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975 theo giờ Việt Nam, quân giải phóng miền Nam đã pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất, khiến cho nơi này bị hư hại nặng phải đóng cửa.
tình hình khẩn cấp buộc Tổng thống Ford ra lệnh khởi động chiến dịch gió lốc, nỗ lực cuối cùng nhằm kết thúc sớm sự dính líu của Mỹ đến miền Nam Việt Nam. Cuộc di tản bằng trực thăng diễn ra chủ yếu tại khu phức hợp văn phòng tham tán quân sự, bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 29 tháng 4 và kết thúc vào rạng sáng ngày hôm sau. Một số ít trực thăng bị hư hại nhẹ do vũ khí bộ binh, đó là bởi những binh lính Việt Nam Cộng Hòa không được đưa đi đã tức giận xả súng vào trực thăng. Cho đến lúc 4 giờ 45 phút mờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đại sứ Martin bước lên máy bay, chiến dịch di tản khẩn cấp cũng kết thúc. Những gì còn lại chính là lịch sử, khi 11 giờ 30 phút trưa hôm đó, lá cờ giải phóng tung bay ở Dinh Độc Lập, chính thức đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta toàn thắng. Và rồi thì có cuộc tắm máu nào như chính quyền Sài Gòn đã tuyên truyền hay không? Không hề. Quân giải phóng đã tiến vào thành phố trong sự vỗ tay nhiệt liệt của người dân. Miền Nam được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của một đế quốc lớn và khỏi ách thống trị của một chính quyền tay sai, quay lưng đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Từng là đồng minh với nhau trong suốt 20 năm tồn tại và chiến đấu, nhưng rồi thì đến giờ phút cuối cùng, Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã gần như quay súng lại với nhau để sẵn sàng gây chiến khi bộ mặt thật của cả hai bên đã được lộ ra. Đã có những dấu hiệu từ sớm cho việc này, khi trước đó Tổng thống Nixon trong cơn bực tức cũng đã ám chỉ chính quyền Sài Gòn là cái đuôi chó của mình, trong khi Tổng thống Thiệu thì nói rằng: "Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa, thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập." Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, và Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đã hàn gắn lại mối quan hệ ngoại giao để giờ đây trở thành hai đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Thực tiễn lịch sử đã chỉ ra, bước ngoặt 30 tháng 4 năm 1975 chính là mốc son vĩ đại đưa Giang Sơn thu về một mối, để rồi đó trở thành nền tảng giúp Việt Nam phát triển và có được ngày nay tươi đẹp. Chúng ta, những người con của mảnh đất xinh đẹp này, đang cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, chung tay bảo vệ Tổ quốc chống lại những bè lũ xuyên tạc phản động đã nửa đời người rời bỏ Việt Nam để tha phương cầu thực ở một nơi khác. Không có kẻ thù hay là bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là trường tồn. Việt Nam sẵn sàng hàn gắn và trở thành bạn tốt với những kẻ đã xâm lược trước đây, nhưng cũng cứng rắn trước mọi hành vi làm tổn hại đến dân tộc dòng tiên này. Và đó cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng những xương máu mà ông cha ta đã đổ xuống trong hai cuộc chiến chống ngoại xâm là không hề uổng phí. Tinh thần đoàn kết của người Việt Nam là bất diệt, và ở đó thì không bao giờ có chỗ cho những kẻ mang trong lòng dã tâm phản quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.